Vâng, xin chào tất cả các anh em đang xem video của mình. Ở video lần này thì mình đang làm một cái động cơ, và mình sẽ nói về cái trục com cho tất cả các anh em mình biết ha. Đấy, thì đây là mình giới thiệu sơ qua cho các anh em mình biết là cây đây là cây trục khuỷu này. Đấy, còn trục com nó đây này. Đấy, thì ở video lần này thì mình sẽ làm 6 cái nội dung như sau. Thứ nhất là cái vị trí lắp của trục com. Thứ hai là cái cấu tạo của trục con. Và cái thứ ba nữa là nguyên lý hoạt động. Cái thứ tư nữa là cái hư hỏng thường gặp của cái trục con ở trên xe ha. Và cái thứ sáu là một cái nội dung rất là quan trọng, rất là hữu ích cho tất cả các anh em mình. Thì đó là cái cách xác định thứ tự nổ nhìn vào cái trục con ha. Đó. Thì anh em nào chưa có đăng ký kênh của mình á thì hãy bấm đăng ký kênh ha. Thì cái kênh của mình á thì mình làm ra để cho mình phục vụ cho tất cả các anh em mình, là anh em thợ muốn học tập nâng cao tay nghề, hoặc là những cái bất tài muốn sửa chữa xe ô tô ha. Các anh em mình tham khảo cái động cơ này ha. Động cơ này là động cơ Cummins QSB 6.7 của Mỹ ha. Thì cái vị trí lắp của cái trục com này đối với xe ô tô thì nó có hai cái vị trí lắp trên xe. Thứ nhất là vị trí lắp trên thang máy ha, trên thang máy. Ví dụ như cái trục com đó thì nó sẽ lắp vào cái vị trí này, và cái vị trí này nó sẽ ăn thuốc ra ngoài phía sau của cái lốc máy này luôn này. Đấy, nó ra ngoài phía sau này luôn ha. Đấy, nó có hai vị trí. Thì cái vị trí thứ hai nữa là nó sẽ lắp trên mặt máy. Đối với một cái số động cơ thì nó sẽ lắp trên cái nắp quy lát này này. Đây, nó sẽ bố trí trên nắp quy lát. Nó đè trực tiếp vào trên cái những cái su bắp luôn ha. Đấy, thì đó là có hai cái vị trí lắp như vậy. Và anh em mình phải thống nhất với nhau rằng là ví dụ như đây là cái đuôi trục khuỷu này, đây là đuôi trục khuỷu nha. Đây, nó sẽ lắp với bánh đà này. Đấy, phần này là phần đuôi trục khuỷu. Thì cái phần đuôi trục khuỷu này, cái số rang của bánh rang trục khuỷu này thì nó sẽ nhỏ hơn ha, cái số rang này này. Ví dụ như bánh rang này nó là 30 rang thì bánh rang trục com nó phải là 60 rang ha. Và nó sẽ ăn khớp với nhau ha. Làm sau đó tỷ số truyền của nó là 1:2. Ví dụ trục khuỷu này quay 2 vòng thì trục com này mới quay được 1 vòng. Cho nên số rang của trục com nó sẽ lớn hơn 2 lần so với số rang của trục khuỷu. Đó là cái kiến thức cơ bản của các anh em mình biết ha. Tiếp theo là chúng ta tìm hiểu về cấu tạo. Thì các anh em mình sẽ đổi cái góc máy quay và mình sẽ quay cho các anh em mình biết ha. Đây là cái trục com mà mình đã thấu trên xe ra ha. Đây là cái chúng ta nói về cái phần cấu tạo đó, các anh em mình hãy xem qua một lúc đi ha. Đấy, thì cái về phần cấu tạo này thì nó có các bộ phận chính như sau. Thứ nhất là nó sẽ có một cái bánh rang để lai ha, để trục khuỷu chúng ta lai cái trục com này đi. Com này nó sẽ có các vấu com hút và vấu com xả của từng máy. Ví dụ như động cơ này là động cơ 6 máy thì nó sẽ có 12 cái vấu com như thế này ha. 12 cái vấu com. Đấy, 12 cái vấu com. Và cái ổ đỡ com này để cho nó xoay. Đây là ổ đỡ này, vị trí ổ đỡ này. Hai vị trí ổ đỡ này, ba vị trí, 4, 5, 6, 7 vị trí ổ đỡ. Để nó gắn vào thân máy của chúng ta cho nó cứng vững, nó xoay cho nó đồng tâm ha. Thì trên cái trục com này, nếu mà đối với những cái dòng xe mà có bơm tiếp vận nhiên liệu thì nó sẽ có một cái gối com nữa, nó sẽ nằm bố trí trên cái trục com này để nó tác dụng vào cái cần của cái bơm tiếp vận nhiên liệu. Đây, nó sẽ tác dụng vào cái cần của bơm tiếp vận nhiên liệu đây. Giả sử trên nó sẽ bố trí một cái trục com thì nó sẽ tác dụng vào cái cần này. Khi trục com quay thì nó sẽ làm cho cái bơm tiếp vận chúng ta nó sẽ nhảy. Thì cái nguyên lý hoạt động của cái bơm này mình cũng đã nói rồi cho tất cả các anh em. Các anh em mình muốn xem thì chúng ta hãy quay lại cái video của mình ha. Trên cái trục com nó có một cái phần quan trọng nữa. Đó là cái để nó biết được cái vị trí trục com đang nằm ở đâu đối với những cái dòng xe điện. Còn đối với những dòng xe cơ thì nó sẽ không có cái vị trí này nhá. Đây, ví dụ như cụ thể ở trục com này nó sẽ khác những cái rãnh này để cho con cảm biến chúng ta nó làm việc, thì nó sẽ biết được là cái trục com chúng ta nó đang ở cái giai đoạn nào của cái máy nào đang làm việc.
để cho cái ECU chúng ta nó biết được, và nó sẽ đưa gửi có tín hiệu đánh để đánh lửa hoặc là đánh kim vung ha, để phun dầu. Nếu mà một người thợ mà lành nghề thì người ta sẽ nhìn vào cái vấu cơm này, người ta sẽ biết được là vấu cơm đó là vấu cơm hút hay là vấu cơm xả ha. Thì mình muốn chia sẻ thêm để cho các anh em mình biết đó, là cái vấu cơm hút á, là nó sẽ có biên độ của nó, cái biên độ này này, đây là gọi là biên độ, đây được gọi là cái biên dọn của cơm ha, gọi là hay còn gọi là biên độ làm việc của cơm. Thì cái biên độ của cái cơm này nè, nó sẽ rộng hơn ha, cái biên độ này nó sẽ rộng hơn, và cái độ câu của vấu cơm này nó sẽ cao hơn. Đó là bơm hút, đó là đối với những cái vấu cơm hút ha. Còn đối với những cái vấu cơm xả thì nó lại nhọn hơn một tí ha, và nó sẽ cái biên dọn cơm á, nó sẽ nhỏ hơn. Bây giờ mình cụ thể mình để mình đo mình cho tất cả các anh em mình biết ha, cái đâu là cơm hút và đâu là cơm xả. Đây, ví dụ như mình đang đo cái thước này, nó là 47 ha, 47. Rồi mình đo cái bên này, đó là chỉ là 46 thôi ha. Cơm hút và cơm xả nó sẽ có sự khác nhau về kích thước và cái cũng như là cái biên dọn ha. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ nói một cái nội dung nữa là cái nguyên lý hoạt động. Thì khi mà trục hiệu chúng ta quay thì nó sẽ dẫn động trục cơm chúng ta quay nhờ cái bánh rang ăn khớp như thế này ha. Khi mà quay như vậy thì cái vấu cơm này nó sẽ làm việc và nó sẽ tác dụng vào và nó sẽ đội con đội này lên ha. Nó khi mà vấu cơm chúng ta làm việc thì con đội này nó sẽ có xu hướng là nó sẽ đi lên đi xuống ha, đi lên đi xuống như thế này. Đấy. Thì khi mà cái đội này nó làm việc như vậy thì cái đũa đẩy này, khi mà con đội chúng ta đi lên đi xuống ha, đi lên đi xuống thì nó sẽ đẩy cái đũa đẩy này đi lên ha. Đây. Cái đũa đẩy, đây là đũa đẩy ha. Đấy, đũa đẩy. Đấy, nó sẽ đẩy đi lên đi xuống. Và từ cái con đũa đẩy này nó sẽ tác dụng vào cái đuôi cò này ha. Tác dụng vào cái đuôi cò này. Đấy. Đây, nó sẽ tác dụng vào cái đuôi cò này. Con cò chúng ta nó sẽ lắc lư như thế này ha. Nó sẽ lắc như thế này. Đấy. Chính giữa này nó sẽ có một cái ắc để cố định ha. Và nó sẽ từ cái đầu này này nó sẽ tùy vào số bắp. Đấy, nó sẽ làm cho cái số bắp chúng ta đi lên đi xuống. Và nó sẽ đóng mở được cái số bắp và nó từ đó nó sẽ phân phối cái khí trong đi vào buồng đốt hay là khí từ buồng đốt đi ra ha. Đó, đó là nhiệm vụ cơ bản của hệ thống phân phối khí. Thì cây cơm này nó có sẽ làm được cái những cái nhiệm vụ đó như vậy. Rồi cái nội dung tiếp theo là cái hư hỏng thường gặp của trục cơm này. Thì cái trục cơm này á thì nó làm việc thì cũng không có gọi là khắc nghiệt lắm, nhưng mà có những cái hư hỏng thường gặp như sau. Thứ nhất là nó sẽ mòn cái những cái ổ bạc lan này ha, những cái gối đỡ này ha, nó sẽ mòn. Và cái thứ hai nữa nó sẽ mòn rổ, giống như cái này ha, nó mòn rổ này, các anh em mình hãy để ý này. Đấy, nó mòn rổ trục cơm này. Đấy, những cái hư hỏng như vậy, những cái trục cơm này như thế này. Đấy. Đấy ha. Nó làm như thế này là nó sẽ hư hết. Đấy. Đây, các anh em mình thấy không, nó rổ hết này ha. Đó là cái những cái hư hỏng chủ yếu của cái trục cơm này. Và cái nội dung thứ sáu á thì mình hẹn tất cả các anh em mình ở một cái video tiếp theo, tại vì cái video này nó dài lắm rồi. Các anh em mình hẹn gặp nhau ở những cái video lần sau ha. Mình sẽ nói về cái cách xác định thứ tự nổ nhờ vào nhìn vào cái trục cơm này như thế này ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh em ở những video lần sau. Các anh em nào chưa đăng ký thì hãy bấm đăng ký kênh ha.